Việt Kiều cũng mê gạo lứt. Tiến sĩ Nguyễn Thành Danh đã có 4 năm nghiên cứu sinh tại Hàn Quốc, đã nói rằng là đa số người Hàn ăn gạo lứt, đặc biệt là dân trí thức. Cả gia đình ông giáo sư hướng dẫn luận án cho tiến sĩ Danh đều ăn gạo lứt. Ba mẹ và anh em của vị giáo sư này cũng ăn gạo lứt. Siêu thị và chợ ở Hàn đều có bán loại gạo này. Trong nhà hàng đều có phục vụ cơm lứt và cơm lứt nấu với đậu đỏ. Dân Hàn thường sử dụng gạo lứt từ giống lúa trồng 6 tháng. Về mặt khoa học, giống lúa 6 tháng vẫn tốt hơn giống lúa 4 hoặc 3 tháng, bởi vì giàu chất dinh dưỡng hơn và đất trồng cũng không bị vắt kiệt như giống lúa 3 tháng với 3 vụ 1 năm. Các nước phát triển như Mỹ, Nhật, Pháp đều sử dụng gạo lứt hoặc lúa mì lứt, bánh mì đen lứt được biết đến như món ăn phổ biến trong gia đình người phương Tây. Khoa học cũng công nhận, gạo lứt rất tốt cho sức khỏe và đã có những nghiên cứu về khả năng chữa lành bệnh của gạo lứt như bệnh tiểu đường, bệnh ung thư. Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc FAO, gạo lứt được đánh giá là bổ dưỡng nhất vì có đủ các axit amin cần thiết và các chất bổ dưỡng khác. Bác sĩ Lê Minh đã có một đề tài nghiên cứu mang tên là Gạo lứt là hạt của sự sống. Đề tài đề cập đến trong gạo lứt có đầy đủ các chất cần thiết và bổ dưỡng cho con người sử dụng. Theo tiên sinh Osawa, gạo lứt quân bình âm dương một cách tự nhiên. Để tính âm dương trong thức ăn, tiên sinh người sáng lập phương pháp thực dưỡng vào đầu thế kỷ 20 dựa vào tỷ lệ kali trên natri có trong thức ăn. Tỷ lệ kali trên natri bằng 5 thì thức ăn quân bình, lớn hơn 5 thì thức ăn bị âm và bé hơn 5 thì thức ăn dương hơn. Tỷ lệ kali trên natri trong gạo lứt là 4,5 nên gạo lứt được xem là một thức ăn quân bình. Theo đông y, gạo lứt điều hòa ngũ tạng, bổ tỳ vị, bổ phế khí, ích thần kinh, mạnh tâm trí, cứng gân xương, làm thân thể cường tráng. Hoàng đế Nội Kinh cũng nói, ngũ cốc sinh tinh, tinh và khí có được nhờ ngũ cốc biến hóa sinh ra. Trong tiếng Trung Quốc, chữ tinh, chữ khí đều bao gồm chữ mễ, mễ là gạo. Trong tiếng Nhật, chữ hòa bao gồm chữ lúa và chữ khẩu. Điều này nói lên người ăn lúa gạo dễ hòa nhập với mẹ thiên nhiên bao la, dễ hòa thuận với mọi người bởi lòng bao dung rộng mở. Bản thân tiến sĩ Danh sử dụng gạo lứt từ hơn 5 năm về trước. Vợ và con anh đang ăn gạo lứt, con trai anh bị chàm. Vợ chồng anh cho cháu ăn gạo lứt, cháu không còn ngứa ngáy và khó chịu nhiều nữa. Ăn gạo lứt giúp cho việc hỗ trợ quá trình tiêu hóa rất tốt, giúp bài tiết và ngăn ngừa các vấn đề về táo bón cực kỳ hiệu quả. Đặc biệt từ lúc ăn gạo lứt cho đến bây giờ, con tôi không còn các bệnh lặt vặt gây khó dễ như viêm họng, sốt khi mọc răng và các bệnh cảm sốt khác khi thời tiết thay đổi. Tiến sĩ Danh nói, gạo lứt đặc biệt tốt cho sức khỏe với đầy đủ khoáng chất cần thiết cho cơ thể, thì tại sao chúng ta không thay thế gạo trắng bằng gạo lứt trong những bữa ăn hàng ngày để khỏe hơn và thông minh hơn? Ha ha ha, 问什么的说呵。